Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Mỹ sinh năm 1993, Lâm Phúc Lợi sinh năm 2000 và Nguyễn Thị Bích Tuyền sinh năm 2001 do có hành vi cướp tài sản, đồng thời thu hồi số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt tại phòng giao dịch Nhị Xuân, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và các tang vật khác có liên quan. Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin các đối tượng đã cướp được 3,8 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thu hồi 3 tỷ 481 triệu đồng. Điều tra ban đầu thể hiện, sáng ngày 24 tháng 10, Nguyễn Thị Bích Tuyền điều khiển ô tô chở Nguyễn Ngọc Mỹ, Lâm Phúc Lợi điều khiển xe gắn máy cùng di chuyển đến gần phòng giao dịch Nhị Xuân để quan sát, chờ thời cơ thuận lợi. Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, Lâm Phúc Lợi cùng Nguyễn Ngọc Mỹ di chuyển đến trước phòng giao dịch Nhị Xuân, sử dụng súng uy hiếp, khống chế bảo vệ, nhân viên và khách hàng của ngân hàng. Cùng lúc, Lâm Phúc Lợi vào phía trong quầy giao dịch, uy hiếp nhân viên ngân hàng, bỏ tiền vào ba lô đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Khi đến gần trại cai nghiện Nhị Xuân, thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Nguyễn Ngọc Mỹ và Lâm Phúc Lợi dùng xăng đã chuẩn bị từ trước để đốt xe mô tô, quần áo, ba lô để xóa dấu vết. Nguyễn Thị Bích Tuyền đến đón và lẩn trốn tại nhiều địa điểm thuộc quận 12. Chiều cùng ngày, các đối tượng di chuyển bằng taxi đến thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu để gặp nhau, chia số tiền vừa cướp được. Sau đó, các đối tượng tiếp tục lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận cùng rơi vào tình trạng nợ nần, không có khả năng chi trả. Nguyễn Ngọc Mỹ, Lâm Phúc Lợi và Nguyễn Thị Bích Tuyền đã tham gia hội nhóm trên nền tảng mạng xã hội Facebook để kết bạn, nhắn tin trao đổi với nhau. Khoảng đầu tháng 10 2023, các đối tượng bắt đầu bàn bạc và cùng thống nhất kế hoạch đi cướp tài sản tại phòng giao dịch Nhị Xuân, Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Thương Tín. Để thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Ngọc Mỹ, Lâm Phúc Lợi đã đặt mua trên mạng xã hội hai khẩu súng tự chế, tiếp theo đặt mua một xe mô tô và tự sơn lại màu đen dùng làm phương tiện gây án. Đồng thời, phân công Nguyễn Thị Bích Tuyền thuê ô tô để hỗ trợ trong quá trình cướp ngân hàng và tẩu thoát. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank đã chính thức thông tin về sự vụ xảy ra tại phòng giao dịch Nhị Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, vào lúc 10 giờ 30 ngày 24 tháng 10 tại Sacombank, phòng giao dịch Nhị Xuân trực thuộc chi nhánh Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, có hai kẻ gian xông vào ngân hàng dùng vũ khí uy hiếp nhân viên cướp tiền. Sự việc không gây thiệt hại về người, toàn bộ khách hàng và nhân viên đều được đảm bảo an toàn. Sacombank luôn tuân thủ các quy định về an toàn hoạt động. Tuy nhiên, đây là sự việc ngoài ý muốn. Hiện tại, phòng giao dịch Nhị Xuân đã trở lại hoạt động bình thường và sẵn sàng phục vụ khách hàng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Công an huyện Hóc Môn khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai nhân chứng, người liên quan để làm rõ vụ nghi cướp xảy ra tại phòng giao dịch Sacombank trên đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn. Theo xác minh ban đầu, một thanh niên cầm vật giống súng tiến đến chỗ nhân viên bảo vệ của chi nhánh Sacombank uy hiếp. Sau đó, người này tiếp tục xông đến phía quầy giao dịch hăm dọa. Khoảng 3 phút sau, nam thanh niên rời khỏi phòng giao dịch và có đồng phạm chờ sẵn bên ngoài. Cả hai phóng ra đường và lưu thông về hướng đường Phan Văn Hấn, huyện Hóc Môn. Ngay sau sự việc, nhân viên ngân hàng và các bảo vệ đóng cửa cuốn phòng giao dịch rào phía trước và báo công an. Có nhiều lý do khiến các đối tượng nảy sinh ý định cướp ngân hàng, nhưng đối với Lê Phú Cao, động cơ gây án là muốn chứng minh năng lực tài chính. Đêm 21 tháng 4, Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ Lê Phú Cao, 32 tuổi, quê xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạm trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Lê Phú Cao là nghi phạm vụ dùng súng giả và roi điện để cướp ngân hàng với số tiền hơn 600 triệu đồng, gây xôn xao dư luận. Theo Thượng tá Trần Nam Hải, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng, sau khi gây án, đối tượng chạy qua cầu Thuận Phước, rồi qua đường Dương Lâm, quận Sơn Trà, cởi bỏ quần áo, vứt súng giả, roi điện, rồi di chuyển đến một trung tâm thương mại để cất xe máy. Sau đó, đối tượng đón taxi vào sân bay Đà Nẵng, hòng cắt dấu theo dõi. Từ đây, đối tượng mới bắt ráp về lại phường Hòa Minh. Ngày 21 tháng 4, đối tượng bắt cóc, thay quần áo và đi taxi đến Vincom lấy xe máy về nhà. Sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng công an tổng lực rà soát các đối tượng có đặc điểm và phương tiện tương tự. Chốt chặn các cửa ngõ thành phố, phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, đặc biệt là ba huyện giáp ranh là Phú Lộc, Thừa Thiên Huế và Đại Lộc, Điện Bàn, Quảng Nam.
Đồng thời, Công an thành phố cũng ngay lập tức báo cáo về Bộ Công an để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng phối hợp điều tra, phá án. Đến hơn 9 giờ ngày 21 tháng 4, Công an đã làm rõ đặc điểm nhận dạng và bắt giữ đối tượng vào tối cùng ngày. Về động cơ gây án, Thượng tá Hải cho biết bản thân đối tượng Lê Phú Cao có trình độ về công nghệ thông tin, đối tượng có trình độ đại học, đối tượng nghiện game, bản thân muốn đi xuất khẩu lao động để chứng minh năng lực tài chính phải có tiền nên đối tượng thực hiện hành vi cướp ngân hàng. Ngày 24 tháng 4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dự lễ khen thưởng Công an thành phố Đà Nẵng vì thành tích nhanh chóng điều tra bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng tại một chi nhánh trên đường Đống Đa, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Báo cáo tại buổi lễ, Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho hay, đây là lần đầu tiên Công an thành phố Đà Nẵng huy động tổng lực các lực lượng phòng chống tội phạm từ xã phường đến quận, huyện và các phòng chức năng cùng vào cuộc điều tra. Thông tin vụ án được báo cáo về Cục Cảnh sát điều tra, Bộ Công an chỉ đạo xuyên suốt và cử cán bộ vào trực tiếp tham gia điều tra. Đặc biệt là sự phối hợp của Công an hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế rà soát hơn 3.000 phương tiện xe máy có nhận dạng tương tự. Riêng Công an thành phố Đà Nẵng đã rà soát hơn 1.000 phương tiện trên địa bàn. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chúc mừng ban chuyên án Công an thành phố Đà Nẵng đã có thành tích nhanh chóng truy vết và bắt giữ đối tượng. Theo ông Quảng, vụ việc xảy ra có tác động rất lớn về mặt tư tưởng dư luận và thu hút lượng lớn phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, cơ quan cảnh sát điều tra và các lực lượng liên quan đã làm rõ, bắt giữ đối tượng. Ông Quảng cũng biểu dương và cảm ơn sự phối hợp kịp thời của các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Đồng thời, qua vụ án, Bí thư Đà Nẵng yêu cầu tất cả các chi nhánh ngân hàng và các cơ quan nhạy cảm dễ xảy ra việc chiếm đoạt tài sản phải có những biện pháp cụ thể để kịp thời báo động khi có các đối tượng thực hiện các hành vi tương tự. Hồi tháng 9 vừa qua, tại Tiền Giang cũng xảy ra một vụ cướp ngân hàng. Đến chiều ngày 27 tháng 9, Công an tỉnh Tiền Giang và Công an thành phố Mỹ Tho đã bắt giữ Võ Thanh Hòa, sinh năm 1996, ngụ xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, là nghi phạm của vụ cướp. Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 25 tháng 9, Hòa điều khiển xe máy không biển số đến phòng giao dịch của Aribank ở xã Trung An, thành phố Mỹ Tho. Đến trước quầy giao dịch, Hòa đưa nhân viên một chiếc ba lô và dùng vật có hình dạng giống súng tự chế để uy hiếp nhân viên đưa tiền. Hòa tiếp tục để một gói lạ lên quầy giao dịch, uy hiếp nhân viên và bảo vệ ngân hàng. Công an sau đó đã đến và tiếp cận vận động, kêu gọi Hòa bỏ vũ khí nhằm bảo đảm an toàn cho nhân viên và người dân đến giao dịch. Lực lượng cảnh sát vừa vận động, thuyết phục, vừa răn đe, nhưng Hòa đi ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát. Vứt lại hiện trường, vật giống súng tự chế. Ngày 26 tháng 9, Giám đốc Aribank Tiền Giang cùng lãnh đạo các phòng của hội sở tỉnh đã trực tiếp đến phòng giao dịch này để trao chứng nhận kèm tiền thưởng 2 triệu đồng trên người cho 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong bảo vệ an toàn tài sản ngân hàng. Trong đó có một chiến sĩ cảnh sát cơ động, một vệ sĩ bảo vệ và 4 nhân viên của phòng giao dịch. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.